Lan Hương Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh tin tức 24h TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin cập nhật về tình hình chiến sự Nga-Ukraine và những diễn biến mới nhất về chiến dịch bầu cử Mỹ hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Nga gài bẫy Ukraine dùng chính máy bay chiến đấu hạng nặng bị hỏng làm môi nhử. Nga tung lực lượng bao vây tiểu đoàn của Kiev ở Berichi khiến Ukraine khốn đốn. Nga tiếp đà tiến công, báo tin thắng lớn kiểm soát thêm hơn 400 km vuông lãnh thổ ở Ukraine. Nga điều dòng lửa S-300, gia cố lưới phòng không bảo vệ cầu Crimea. Ukraine nêu điểm yếu khiến Nga có thể bắt bài vũ khí phương Tây. Phương Tây bị lộ đã giúp Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga NATO tính lập quỹ viện trợ hơn 100 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Báo động đỏ bầu cử Mỹ 2024, dù cặp đấu Biden Trump chiến thắng ở 4 tiểu bang. Mỹ cảnh báo rắn Trung Quốc không hỗ trợ Nga, tố Triều Tiên tiếp tục gửi vũ khí khủng cho Moscow. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Nga gài bẫy Ukraine dùng chính máy bay chiến đấu hạng nặng bị hỏng làm mồi nhử không quân Nga chịu tổn thất máy bay nặng nề trong vài tuần qua, bao gồm hơn chục máy bay chiến đấu như máy bay ném bom chiến đấu Su-34, máy bay chiến đấu Su-35 và máy bay do thám quân sự A-50 hiếm. Trong bản cập nhật hàng ngày, hôm mùng 3 tháng 4, Bộ Quốc phòng Anh cho biết có khả năng các cuộc tấn công thành công của Kiev vào các địa điểm quân sự đã buộc Nga phải thực hiện một số kỹ thuật mồi nhử và đánh lừa để làm xáo trộn các nỗ lực nhắm mục tiêu của Ukraine. Điều này bao gồm việc máy bay chiến đấu mồi nhử của Nga được sơn trên nền bê tông của sân bay Kropskoy ở Crimea. Nhưng các lực lượng Nga vẫn hạ cánh trực thăng của họ trên những hình bóng mồi nhử được sơn màu, làm suy yếu hoàn toàn nỗ lực đánh lừa. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, đề cập đến hình ảnh vệ tinh cho thấy chiếc trực thăng nằm trên một chiếc Sukhoi Su-30 mồi nhử. Bản cập nhật cho biết thêm, Điều này cũng tiết lộ thứ tự thực sự của trận chiến sức mạnh máy bay tại các căn cứ không quân này mà Nga có thể đang cố gắng che giấu khỏi bức tranh tình báo của Ukraine. Ngoài việc Ukraine tuyên bố chịu trách nhiệm bắn hạ máy bay Nga, tuần trước Kiev còn cho biết rằng trên thực tế, Moscow đã bắn rơi một trong những máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 của mình trên Crimea do ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Như Newsweek đã đưa tin trước đó, hơn một phần năm số thiệt hại về máy bay có người lái và trực thăng được biết đến của Nga trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 năm 2022 đến giữa tháng 8 năm 2023 không phải do Ukraine gây ra. Điều này diễn ra trong bối cảnh có dự đoán về tác động của các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp đối với khả năng hàng không của Ukraine với việc máy bay do Mỹ sản xuất dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Khi được hỏi về việc cung cấp máy bay, Tổng thống Nga Putin nói rằng những chiếc máy bay có công nghệ vượt trội so với các máy bay phản lực thời Liên Xô mà Ukraine sử dụng sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi, bất kể chúng ở đâu. Việc chiếm lại bán đảo mà Putin chiếm giữ năm 2014 là mục tiêu chiến tranh đã được tuyên bố đối với Kiev và thành phố cảng ở đó, Sevastopol, nơi hạm đội Biển Đen đóng quân, đã nhiều lần bị máy bay không người lái của Ukraine nhắm tới. Nga tung lực lượng bao vây tiểu đoàn của Kiev ở Bedichi khiến Ukraine khốn đốn. Kênh Military Summary đưa tin, phong tuyến của Ukraine đang sụp đổ hàng loạt khi quân đội Nga đã vượt qua được chiến hào của đối phương theo nhiều hướng, nơi họ bị mắc kẹt vào đầu tháng 2. Ngày 3 tháng 4 ghi nhận, lực lượng Moscow đã có tiến bộ đáng kể theo hướng Tây Adipka tại Pevomaiske và Bedichi. Kênh Tốp 55 dẫn lời chuyên gia quân sự Alexander Zimovsky cho biết, ở phía tây Adipka, các đơn vị xung kích của Nga đã đóng một vòng vây ở Bedichi. Hiện có một tiểu đoàn của lữ đoàn cơ giới 47 được mệnh danh là nắm đấm thép theo chuẩn NATO của Ukraine kẹt trong nồi hầm. Nga ra tối hậu thư đối với lực lượng Kiev hoặc là đầu hàng hoặc hoàn toàn bị tiêu diệt quân đội Ukraine đã nghĩ về điều đó và dường như quyết định mở đường máu để rút lui khi tung một trung đội xe tăng M1 Abrams đột phá vòng vây. Số phận Medici có lẽ sẽ được quyết định trong vài ngày tới. Kênh SGS xác nhận lực lượng Moscow đã tiến tới vùng ngoại ô cực tây làng Medici và đang truy quét tàn quân đối phương ở trung tâm ngôi làng. Trong khi đó, kênh Kiroman lại ghi nhận diễn biến phát triển nhanh hơn các kênh còn lại khi cho rằng nhiều khả năng lực lượng Kiev có thể đã rút lui về đường màu vàng trong bản đồ dưới đây. Theo kênh Jack Maps, trên khu vực Tây Adipka, quân đội Nga nắm quyền kiểm soát một phần bờ nam sông Dona ở tây bắc Tonenke, tiến tới các vị trí cách làng Umanske chưa đầy 1 km. Hơn nữa, họ đang dọn sạch những ngôi làng cuối cùng tại Olipka ở bên kia sông. Lực lượng Moscow đã đứng vững ở bên kia sông, tuy nhiên có vẻ như họ vẫn chưa đến được rìa tây của ngôi làng trong khi ở phía Bắc Kiev phản công quyết liệt. Lực lượng Moscow chỉ còn 600 m là tới Chasopja, Kênh Military Summary cho biết mũi xung kích tiên phong của Nga chỉ còn cách Chasopja khoảng 600 m và quan trọng nhất là họ dường như đã tìm ra được các chiến thuật tấn công đô thị khá hiệu quả để đánh bật lực lượng Kiev khỏi hệ thống hầm hào ở phía đông thành phố trên cao này. Hiện tại, lực lượng Moscow đã chiếm được mạng lưới chiến hào quan trọng trên đường tiếp cận Chasopja. Chỉ còn một vạt rừng với một chiến hào nhỏ trước khi binh sĩ của họ tiến vào thành phố. Kênh Riba xác nhận, ở Tây Bắc Mút, quân Nga đang tấn công mãnh liệt vào Chashupya. Mũi xung kích của họ đã tiến đến những ngôi nhà nằm cách rìa phía đông thành phố vài trăm mét, theo đường thẳng. Gọng kim của Nga ở Novo-Mikhailovka Kênh RvVNK cho biết, ở hướng nam Donetsk, lực lượng Moscow tiếp tục tiến lên, hình thành thế gọng kìm bảo vệ Novo-Mikhailovka. Cụ thể, quân đội Nga đang tấn công trên các cánh đồng ở nam khu định cư và các ngôi nhà nông thôn ở phía bắc. Việc tiến hành bao vây nhóm lực lượng Ukraina của đối phương tại Novo-Mikhailovka có ý nghĩa quan trọng đối với hai bên sườn của Nga. Các nhà phân tích quân sự của Ukraina cũng viết về điều này rằng quân Nga đã kiểm soát một phần chiến hào đông nam Novo-Mikhailovka. Có lẽ họ đang cố gắng tiến tới Konstantinovka đồng thời bao vây Novo-Mikhailovka từ hướng nam. Ở bắc Novo-Mikhailovka, lực lượng Moscow sử dụng xe bọc thép tấn công vào khu vực làng Masinostroyten, bản thân ngôi làng gần như nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga cố gắng đánh sập phòng tuyến Kupiansk. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối mùng 2 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 62 cuộc đụng độ được ghi nhận. Tổng cộng đối phương đã phóng hai tên lửa, thực hiện 43 cuộc không kích và 39 cuộc tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Báo cáo các đoạn, trong ngày, máy bay Ukraine tấn công một hệ thống tên lửa phòng không và 13 khu vực tập trung quân đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng 6 khu vực tập trung quân, vũ khí trang bị, 8 hệ thống pháo, một hệ thống chống tăng và một hệ thống rocket phóng loạt của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở Kupiansk, Liman, Adipka, Novopavlovsk thuộc Marinka Orekhov thuộc Zaporizhia và Kherson. Ở hướng Bắc Mút, Nga không tiến hành các hoạt động tấn công, báo cáo viết. Ông Zelensky nói Ukraine sẽ đáp trả tương xứng các cuộc tấn công tầm xa của Nga. Ukraska Pravda đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu ngày 2 tháng 4 lưu ý rằng Nga sẽ phải hứng chịu nhiều đòn trả đũa tầm xa tương ứng với các cuộc tấn công của mình. Ông Zelensky nói, hiện tại công việc cứu hộ đang tiếp tục ở đơn IAP sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của nga đặc biệt các tòa nhà của một trường cao đẳng và mẫu giáo đã bị hư hại tất cả các dịch vụ đều có sẵn tôi cảm ơn tất cả những người đang ứng phó những người đang đến địa điểm xảy ra các cuộc tấn công để hỗ trợ mọi người nhanh nhất có thể đây là điều quan trọng nhất điều quan trọng không kém là nga nhận được phản ứng trước các cuộc tấn công của họ mỗi lần như vậy đều có những đòn trả đũa tầm xa hơn ông nhấn mạnh Ông Zelensky ký nhiều luật động viên quốc phòng. Kiev Independent đưa tin, theo trang web của Quốc hội Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký ba đạo luật đưa ra những thay đổi về huy động lực lượng vào ngày 2 tháng 4. Trong khuôn khổ luật mới, nam giới Ukraine từ 18 đến 25 tuổi có thể phải đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong khi nam giới từ 25 đến 60 tuổi có thể bị bắt đi chiến đấu. Trong thời gian thiết quân luật, chỉ những nam giới trên độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc cũng như nam giới từ 18 đến 25 tuổi đã từng có kinh nghiệm quân sự mới được huy động tham gia chiến sự. Luật giảm độ tuổi tối đa cho nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 27 xuống 25 tuổi cho phép nam giới trẻ tuổi được huy động tham gia chiến đấu. Tổng thống cũng đã ký hiệu lực tạo ra một hệ thống đăng ký trực tuyến dành cho quân nhân và hủy bỏ tình trạng đủ điều kiện một phần trong kỳ kiểm tra quân y. Từ ngày mùng 2 tháng 4, Báo cáo y tế sẽ chỉ có hai loại là đủ điều kiện và không đủ điều kiện. Người trước đây đã được kiểm tra là đủ điều kiện một phần, phải được kiểm tra lại. Chính phủ Ukraine đặt mục tiêu cập nhật khung pháp lý xung quanh việc huy động để tăng số lượng quân sẵn có vào năm 2024. Quốc hội Ukraine đang xem xét một dự luật mới nhằm tăng quân số trong lực lượng vũ trang Ukraine sau khi dự luật gây tranh cãi ban đầu bị rút lại. Theo Bộ Quốc phòng, việc hạ thấp độ tuổi nghĩa vụ quân sự bắt buộc sẽ giảm các chi phí không cần thiết và tạo điều kiện huy động nhiều nam giới đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự. Mỹ đang tìm mọi cách hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine. Ukraine Farm đưa tin, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, trong bối cảnh hạ viện trì hoãn viện trợ quy mô lớn hơn nữa cho Ukraine, chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục tìm cách cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho người Ukraine như đã làm vào tháng trước. Ông nói, chúng tôi đã đưa ra một số biện pháp khẩn cấp nhất định. Bạn đã thấy Lầu Năm Góc có thể trích ra 300 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ họ, lực lượng Ukraine trong gói khẩn cấp như thế nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét liệu chúng tôi có thể làm gì khác. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chính phủ Mỹ vẫn đang bị trói tay trong tình huống này và lưu ý rằng cần phải có luật với nguồn tài trợ bổ sung. Trước câu hỏi về việc liệu có thời hạn mà sau đó chính phủ sẽ bắt đầu làm nhiều hơn để hỗ trợ Ukraine hay không, ông kirby trả lời rằng thời hạn này đã qua từ lâu khi tổng thống gửi yêu cầu tới quốc hội về gói viện trợ ông cũng nhấn mạnh rằng do các nhà lập pháp tại hạ viện không hành động các chỉ huy ukraine trên thực địa đang đưa ra những quyết định khó khăn về cách bảo tồn đạn dược và duy trì vị trí đại sứ mỹ tại nato nói không có dấu hiệu chiến tranh ở baltic đài tiếng nói mỹ voa đưa tin đại sứ mỹ tại nato julian smith cho biết liên minh quân sự đang thực hiện các biện pháp tích cực để cải thiện vị thế của mình ở các nước vùng baltic nhằm chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra nhưng cho đến nay bà vẫn chưa thấy những dấu hiệu về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh với nga theo bà trong số các biện pháp mà các nước vùng baltic đang thực hiện là tăng cường huấn luyện và diễn tập quân sự chung tăng cường sự hiện diện của quân đội mỹ ở đông âu nhưng nhìn chung an ninh cho hơn một tỷ dân của các nước nato theo bà, được tạo điều kiện thuận lợi nhờ sự mở rộng của liên minh. Bà Smith khẳng định NATO coi mối đe dọa từ Nga là mối đe dọa trực tiếp chính cần phải đối phó. Nếu họ thành công, tất nhiên mối lo ngại là Nga sẽ tiếp tục tấn công các nước khác. Tôi muốn nói với những người bạn của chúng tôi ở vùng Baltic, chúng tôi không thấy mối đe dọa ngay lập tức đối với lãnh thổ NATO ở cả khu vực này, vùng Baltic hay nói thẳng ra là ở bất kỳ vùng nào khác. Bà nói, trong hai năm qua, chúng ta đã thực hiện nhiều bước tăng cường gian đe và phòng thủ đặc biệt là ở sườn phía đông chúng tôi rất coi trọng mối quan ngại về an ninh của những người bạn ở vùng baltic và đang thực hiện các bước chủ động để cải thiện vị thế của mình ở đó nhà ngoại giao mỹ khẳng định tôi không muốn những người bạn của chúng tôi ở các nước vùng baltic có ấn tượng rằng bằng cách nào đó chiến tranh đang ập đến lãnh thổ nato ngay lập tức chúng tôi coi trọng vấn đề này nhưng không coi đây là mối đe dọa trước mắt Chúng tôi không báo hiệu cho bất cứ ai rằng chiến tranh là không thể tránh khỏi. Chúng tôi không có dấu hiệu hay cảnh báo nào cho thấy một cuộc chiến của Nga trên lãnh thổ NATO sắp xảy ra và tôi thực sự muốn nói rõ điều đó. Nga tiếp đà tấn công, báo tin thắng lớn kiểm soát thêm hơn 400 km vuông lãnh thổ ở Ukraine. Kể từ đầu năm, 403 km vuông đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói trong cuộc họp với các chỉ huy quân đội hôm 3 tháng 4 đề cập đến những bước tiến đạt được ở các khu vực Donetsk, Kherson, Lugansk và Zaporizhia mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập vào năm 2022. Ông Shoigu cho biết các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục đẩy các đơn vị Ukraine về phía Tây. Vào tháng 2, Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố tiền tuyến Adipka ở cửa ngõ miền đông Ukraine. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhất của Nga trong cuộc xung đột kể từ tháng 5 năm ngoái. Ông Shoigu cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát 5 khu định cư, bao gồm 4 khu định cư ở Donetsk và một khu định cư ở Zaporizhia trong tháng qua. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ tuần trước cho biết Ukraine đang phải đối mặt với những hạn chế về vật chất đối với khả năng phòng thủ của nước này. Theo ISVK, Kể từ tháng 10 năm ngoái, Nga đã mở rộng quyền kiểm soát thêm 505 km vuông lãnh thổ ở Ukraine. Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, lực lượng Nga giành nhiều hơn, gần 100 km vuông so với 3 tháng cuối năm 2023. ISVK ước tính Nga kiểm soát hơn 100.000 km vuông, tương đương gần 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine. Các chuyên gia quân sự cho rằng Nga có được tốc độ tiến công này một phần do Ukraine đang cạn kiệt vũ khí, đạn dược, một phần do các điều kiện thời tiết thuận lợi hơn theo isvk thiếu vũ khí đạn dược hạn chế khả năng của ukraine trong việc phòng thủ trong khi mang lại cho lực lượng nga sự linh hoạt để tiến hành các hoạt động tấn công và đạt được thành công đáng kể trong tương lai cụ thể isvk cho rằng ukraine đang ngăn chặn các lực lượng nga đạt được những lợi ích chiến thuật đáng kể trên toàn bộ chiến tuyến nhưng sự chậm trễ liên tục trong hỗ trợ an ninh của mỹ có thể sẽ làm gia tăng mối đe dọa đối với phòng thủ của kiev Bộ trưởng Shoigu xác nhận quân đội Nga đang tiếp tục làm giảm sức chiến đấu của đối phương. Từ tháng 1, lực lượng vũ trang Ukraine mất hơn 80.000 quân, 14.000 đơn vị vũ khí, trong đó có hơn 1.200 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, ông Shoigu nói thêm. Theo ông Shoigu, từ tháng 1 đến nay, bất chấp việc Kiev không thành công trên chiến trường, giới lãnh đạo Ukraine vẫn cố gắng thuyết phục các nhà tài trợ phương Tây về khả năng chống lại quân đội Nga. Bộ trưởng Sogu cho biết, để thực hiện mục tiêu trên, Kiev đã sử dụng biện pháp khủng bố và tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga nhắm vào dân thường. Theo Bộ trưởng Sogu, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 192 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng và quân sự ở Ukraine trong tháng 3 để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RAI của Italia hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga hiện kiểm soát khoảng 26% lãnh thổ của Ukraine, song không thể đạt thêm những bước tiến lớn do vấp phải sự kháng cự của Ukraine. Ông Zelensky cho hay quân đội Ukraine đã giành lại 50% số lãnh thổ đã rơi vào tay Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Nga kiểm soát bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Đến cuối năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục ký đạo luật sắp nhập bốn tỉnh của Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk và Donetsk, nhưng đến nay vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ này. Nga điều dòng lửa S-300 ra cố lưới phòng không bảo vệ cầu Crimea Các đặc vụ của chúng tôi đang thận trọng theo dõi khu vực cầu Cớt. Phong trào phản kháng ATES thông báo trên Telegram ngày 3 tháng 4 đăng kèm các bức ảnh và video một nguồn tin của ates cho biết nga đang tập trung số lượng đáng kể lực lượng phòng không ở crimea và các khu vực biên giới trong quá trình giám sát ates đã quan sát thấy nga sử dụng các tàu dân sự để vận chuyển hàng hóa quân sự nguồn tin nói thêm chúng tôi cũng nhận thấy sự sụt giảm trong hoạt động di chuyển của các tàu chiến hải quân nga đặc vụ của phong trào ates cũng ghi nhận việc chuyển giao thiết bị phòng không của nga để bảo vệ cầu crimea khỏi các cuộc tấn công trên không Tiềm tàng của lực lượng phòng vệ Ukraine, ATES, đề cập đến sự hiện diện của tổ hợp S-300 và Panzer S-1. Theo ATES, trọng tâm chiến lược của Nga thể hiện rõ qua các hành động nhằm củng cố khả năng phòng không của cầu Crimea. ATES cũng ghi nhận sự gia tăng thiết bị phòng không trên bán đảo Crimea. Dữ liệu của phong trào này tiết lộ các tổ hợp tên lửa phòng không rõ ràng đã bị lộ diện, mới được bố trí tại sân bay ở thành phố coi Theo ATES, người đứng đầu nhóm tác chiến Nga Tại sân bay đã nhiều lần yêu cầu cung cấp lưới ngụy trang nhưng không nhận được phản hồi. ATES nhấn mạnh những nỗ lực của bộ chỉ huy Nga nhằm đảm bảo an ninh cho các cơ sở hạ tầng quan trọng, đồng thời lưu ý rằng các khí tài phòng không hiện chưa đủ mạnh. Dòng lửa S300, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung của Liên Xô được thiết kế để chống lại máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở độ cao từ 25 đến 27 km với tầm bắn lên tới 100 km. Khi được tập hợp lại với nhau, các hệ thống S300 bảo vệ hiệu quả các khu vực rộng lớn khỏi các mối đe dọa trên không. S300 được công nhận là một trong những hệ thống tên lửa phòng không uy lực của Nga. Trong khi đó, Pantsir, hệ thống pháo phòng không và tên lửa đất đối không tự hành, có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở quân sự, công nghiệp và hành chính khỏi các mối đe dọa trên không. Pantsir cũng cung cấp khả năng phòng thủ chống lại máy bay trực thăng, đạn pháo chính xác tên lửa hành trình và máy bay không người lái, đặc biệt ở tầm thấp. Cầu Krum hay cầu Kerch dài 19 km được Nga xây dựng sau khi đã sáp nhập bán đảo Krum vào năm 2014. Cầu bắt đầu lưu thông từ năm 2018 và được coi là tuyến đường huyết mạch nối đất liền Nga với Krum. Krum là trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Nga ở mặt trận miền đông nam Ukraine. Các đoàn tàu Nga cũng sử dụng cầu Krum chở quân và trang thiết bị quân sự đến bán đảo. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, cầu Crimea liên tục bị tập kích bằng máy bay không người lái hoặc xuồng tự sát. Nga đang xây dựng một tuyến đường sắt giữa thành phố cảng Rostov-on-Don của Nga và Crimea như một giải pháp thay thế cho cầu Crimea sau khi công trình này nhiều lần bị tấn công trong thời gian qua. Tuyến đường sắt mới sẽ chạy qua các khu vực chiến lược mà Nga đang kiểm soát như Donetsk và Mariupol và Bediansk thuộc Zaporizhia. Tuy nhiên Andriy Yusov Người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine HUR cho biết tuyến đường sắt mà Nga đang xây dựng là thách thức nghiêm trọng và là mục tiêu quan trọng đối với lực lượng Ukraine. Theo ông Jusov, do Ukraine thường xuyên tấn công Crimea nên cầu Crimea không vận hành đầy đủ các chức năng. Ông tuyên bố nhiệm vụ của Ukraine là ngăn chặn Nga hoàn thành việc xây dựng tuyến đường sắt mới. Ukraine nêu điểm yếu khiến Nga có thể bắt bài vũ khí phương Tây. Politico vào hôm 3 tháng 4 dẫn lời các quan chức quân sự Ukraine ẩn danh cho biết có một xu hướng đáng tiếc là vũ khí phương Tây gửi cho Kiev quá chậm đến mức chúng trở nên không còn phù hợp với tình hình chiến trường. Điều này khiến nhiều vũ khí dù hiện đại nhưng không tác chiến như kỳ vọng. Trong khi các đồng minh phương Tây của Ukraine đã cung cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và thiết bị, một số hệ thống tiên tiến hơn mà họ đã cam kết ví dụ như máy bay chiến đấu F-16 vẫn chậm tiến độ và vẫn chưa ra được chiến trường. Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, Nga thường sẽ tìm ra chiến thuật nhằm bắt bài các loại vũ khí mới của phương Tây khi chúng xuất hiện, nguồn tin cho biết. Phương Tây đã thành lập Liên minh Quốc tế nhằm đào tạo phi công Ukraine điều khiển F-16 vào mùa hè năm 2023. Trong khi đó, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy cũng đã cam kết cung cấp cho Ukraine hàng chục máy bay phản lực thế hệ thứ tư do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine nói với Politico rằng F-16 là một ví dụ cụ thể vì Kiev rất cần các tiêm kích này trong năm 2023. Nhưng tới năm 2024, chúng trở nên ít phù hợp hơn với tình hình thực tế. Nguồn tin ẩn danh giải thích rằng Nga đã thử nghiệm khả năng phòng không và đã triển khai radar và tên lửa phòng thủ theo cách có thể khiến phần lớn khả năng tấn công của F-16 trở nên vô hiệu. Một ví dụ khác là tên lửa tầm xa Storm Shadow và Scab Trong các cuộc tấn công gây thiệt hại của Ukraine nhằm vào vị trí của Nga dùng các loại vũ khí trên, Moscow đã thay đổi chiến thuật phòng thủ. Ông nói các hệ thống vũ khí trở nên không phù hợp rất nhanh vì chúng nhanh chóng bị người Nga bắt bài. Người Nga luôn luôn nghiên cứu và họ không cho chúng tôi cơ hội thứ hai và họ đã thành công trong việc này. Các quan chức cho biết Ukraine cần nhiều vũ khí và đạn dược truyền thống hơn Ví dụ như, hơn 1 triệu quả đạn pháo hiện đang được cung cấp theo sáng kiến do Séc dẫn đầu. Ngoài ra, các nguồn tin ẩn danh nói rằng tình hình chính trị nội bộ của Ukraine dường như cũng tạo nên bất ngờ trên chiến trường. Trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ký dự luật vào hôm 2 tháng 4 giảm độ tuổi tối thiểu để nhập ngũ xuống 25, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Shinsky hồi tháng trước cho biết Kiev sẽ không cần phải huy động thêm 500.000 tân binh như đề xuất ban đầu của quân đội cuối năm ngoái. Theo các nguồn tin, Ukraine đang rất cần nhân lực và một số quyết định liên quan tới vấn đề tuyển quân đang bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị. Tất cả những vấn đề này đều xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đã trì hoãn hỗ trợ quân sự gần 6 tháng cho Ukraine. Ông Zelensky vào cuối tháng 3 cảnh báo rằng Ukraine có thể sớm bị buộc phải rút lui nếu không có thêm viện trợ từ đồng minh phương Tây. Theo các nguồn tin, khả năng của Ukraine trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công hiện tại của Nga đang phần lớn dựa vào những tính toán sai của Moscow. Tuy nhiên, quan chức Ukraine thừa nhận với cục diện như hiện tại, Nga có thể sẽ sớm xâm nhập vào tiền tuyến và đánh sập ở một số khu vực. Phương Tây bị lộ đã giúp Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Hãng tin Mỹ CNN dẫn một nguồn tin Ukraine thân cận với chương trình máy bay không người lái của Kiev cho biết các nước phương Tây đang giúp Ukraine điều khiển máy bay không người lái cảm tử vào sâu trong lãnh thổ Nga. Một quan chức giấu tên nói chuyện với CNN đã mô tả cách Kiev sử dụng máy bay không người lái với tầm bắn xa hơn và khả năng tiên tiến hơn để tấn công các mục tiêu nằm cách biên giới hơn 1.000 km. Nguồn tin cho biết các chuyến bay đã được xác định trước với các đồng minh của chúng tôi và máy bay tuân theo kế hoạch bay để giúp chúng tôi tấn công mục tiêu với độ chính xác hàng mét. Việc thừa nhận hướng dẫn từ nước ngoài diễn ra sau nhiều báo cáo cho rằng quân nhân phương Tây đang cung cấp cho quân đội Ukraine thông tin tình báo và thông tin về các mục tiêu cụ thể. Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine vào năm ngoái nói rằng binh sĩ Ukraine hầu như không bao giờ sử dụng vũ khí tiên tiến, bao gồm cả bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất mà không nhận được tọa độ từ lầu năm góc. Ngày mùng 2 tháng 4, máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm vào Tatarstan của Nga, khu vực cách Moscow 650 km về phía đông, nơi trước đây chưa bị máy bay không người lái tấn công. Một máy bay không người lái đang nhắm tới tấn công một nhà máy lọc dầu ở Nisnekams, một thành phố nằm cách biên giới khoảng 1.100 km. Thị trưởng Ramin Mulin cho biết máy bay đã bị lực lượng phòng không vô hiệu hóa và không gây thiệt hại gì. Một máy bay không người lái khác tấn công ký túc xá sinh viên bên trong khu công nghiệp ở Elabuga khiến 13 người bị thương. Theo truyền thông Nga, trung tâm này có nhiều công ty sản xuất thiết bị công nghệ cao, bao gồm cả máy bay không người lái. Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí và viện trợ quân sự khác cho Kiev khiến các nước phương Tây trên thực tế trở thành người trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Nga và chính quyền địa phương cho rằng Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để bắn bừa bãi vào dân thường. NATO tính lập quỹ viện trợ hơn 100 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề xuất lập một quỹ hỗ trợ Ukraine trong dài hạn. Cụ thể, quỹ này có trị giá 100 tỷ euro nhằm hỗ trợ Ukraine trong vòng 5 năm. Đề xuất sẽ trao cho Liên minh phương Tây vai trò trực tiếp hơn trong việc điều phối cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị cho Ukraine. NATO từ chối bình luận chi tiết về các đề xuất của ông Stoltenberg, nhưng một quan chức trong khối cho biết các bộ trưởng sẽ thảo luận về cách tốt nhất để tổ chức sự hỗ trợ cho Ukraine giúp Kiev trở nên mạnh mẽ hơn. Đề xuất sẽ được các ngoại trưởng NATO thảo luận trong cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Bruxelles, bắt đầu từ hôm nay, mùng 3 tháng 4. Đây là cuộc họp kỷ niệm 75 năm thành lập NATO và cũng để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của Liên minh vào tháng 7 tới. Giới ngoại giao NATO thừa nhận những thảo luận về đề xuất mới ở giai đoạn đầu. Mọi quyết định của NATO cần được sự đồng thuận của toàn bộ 32 thành viên. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng tại các cuộc họp cấp bộ trưởng vào tháng 4 và các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục khi chúng tôi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Washington vào tháng 7. Tuy nhiên, cuộc họp sẽ cho thấy việc các đồng minh châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Ukraine khi gói viện trợ quân sự trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ vẫn bế tắc ở quốc hội. Theo kế hoạch, NATO sẽ đảm nhận một số công việc điều phối từ liên minh đặc biệt do Mỹ dẫn đầu, được gọi là nhóm Ramstein. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh NATO đang tìm kiếm một lãnh đạo mới kế nhiệm ông Stoltenberg và liên minh đối mặt với nguy cơ dạn nứt khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng tái đắc cử. Ông Trump nhiều lần tuyên bố có thể rút Mỹ khỏi NATO và phát tín hiệu ngừng viện trợ cho Ukraine nếu tái đắc cử cho đến nay, NATO tập trung vào viện trợ phi sát thương cho Ukraine vì lo ngại rằng vai trò trực tiếp hơn có thể gây ra căng thẳng leo thang với Nga. Các thành viên của tổ chức này đã cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí trên cơ sở song phương. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết, ngày càng có quan điểm trong NATO rằng đã đến lúc phải đưa viện trợ quân sự cho Ukraine trên một nền tảng bền vững hơn và NATO là nơi tốt nhất để làm điều đó. Một số người cho rằng, mặc dù Nga cảnh báo sẽ coi việc NATO viện trợ vũ khí cho Ukraine là hành động leo thang căng thẳng, nhưng đến nay, Moscow chưa có sự trả đũa đáng kể nào. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày mùng 2 tháng 4 cho biết, NATO đang xem xét các biện pháp có thể coi là cây cầu cần thiết đưa Ukraine trở thành thành viên liên minh. Đến nay, NATO vẫn khẳng định Ukraine không thể gia nhập khối khi xung đột chưa kết thúc, nhưng chắc chắn sẽ trở thành thành viên vào một thời điểm nào đó báo động đỏ bầu cử Mỹ 2024 dù cặp đấu Biden-Trump chiến thắng ở 4 tiểu bang. Hàng trăm phiếu đại biểu ở các tiểu bang Rhode Island, Connecticut, New York và Wisconsin đã về tay Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Trump phía Đảng Cộng Hòa. Reuters ngày 3 tháng 4 đưa tin. Trước ngày mùng 2 tháng 4, cả ông Biden lẫn ông Trump đều đã giành được đủ số phiếu đại biểu để nhận đề cử cho vị trí ứng viên đại diện đảng của mình tham gia cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Tuy nhiên, kết quả thu được từ bốn tiểu bang trên bao gồm bang chiến địa Wisconsin có thể cung cấp thêm manh mối về cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Cử tri của các bang trên cũng có cơ hội nêu lên những bất mãn đối với hai ứng viên. Cụ thể, hai tiểu bang Connecticut và Rhode Island trao cho cử tri quyền chọn không cam kết, hay có nghĩa là không chọn người nào trong số các ứng viên trên phiếu. Bên cạnh đó, bang chiến địa Wisconsin đưa ra phương án riêng khi phiếu bầu thêm dòng Uninstructed Delegation, tức hãy chọn ứng viên tốt nhất trên lá phiếu của các cử tri đảng Dân Chủ. Cử tri trong các cuộc bầu cử sơ bộ sử dụng lá phiếu để yêu cầu các đại cử tri hãy bỏ phiếu thay họ vào thời điểm hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa tổ chức đại hội chính thức đề cử ứng viên. Việc chọn phương án hãy chọn ứng viên tốt nhất có nghĩa là cử tri đó yêu cầu đại cử tri hãy chọn ra ứng viên tốt nhất chứ không yêu cầu đại cử tri bỏ phiếu tên ứng viên cụ thể nào. Hiện vẫn chưa rõ số phiếu bầu hãy chọn ứng viên tốt nhất ở bang Wisconsin đối với tổng thống Biden. Đài CNN cho hay khoảng 3% số cử tri ở bang Michigan hôm mùng 6 tháng 3 đã chọn phương án trên theo sau chiến dịch vận động phản đối chính sách của chính quyền tổng thống Biden về cuộc xung đột ở Gaza. Phong trào tương tự đã diễn ra ở bang Minnesota do kết quả tại các bang chiến địa như Wisconsin và Michigan thường vô cùng xích sao trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây, số phiếu ít ỏi như trên cũng đủ để lật ngược kết quả chung cuộc. Năm 2020, ông Biden giành được bang Wisconsin chỉ với hơn 20.000 phiếu so với ông Trump. Mỹ cảnh báo rắn Trung Quốc không hỗ trợ Nga, Tố Triều Tiên tiếp tục gửi vũ khí khủng cho Moscow. Theo New Voice of Ukraine, Mỹ đã công khai bày tỏ lo ngại về khả năng tăng cường hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc sắp tổ chức hội nghị thượng đỉnh khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang năm thứ ba. Trả lời câu hỏi về hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa giới lãnh đạo Nga và Trung Quốc, trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ phản đối các hành động của Trung Quốc nhằm hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng Chúng tôi phản đối việc Trung Quốc thực hiện bất kỳ bước đi nào có thể giúp Nga khiêu khích hơn ở Ukraine. Về phần mình, tại Lầu Năm Góc, trong cuộc họp báo riêng biệt ngày 1 tháng 4, người phát ngôn Sabrina Singh cáo buộc Triều Tiên đang trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Nga. Bình Nhưỡng bị tố đã cung cấp cho Moscow các gói quân sự khổng lồ, đa dạng bao gồm tên lửa đạn đạo và hơn 3 triệu quả đạn pháo. Bà Sabrina nhấn mạnh, chúng tôi đánh giá rằng mối quan hệ đối tác của họ đang tiếp tục phát triển và Triều Tiên đang tiếp tục hỗ trợ cho Nga. Chúng tôi biết mối quan hệ hợp tác đó, chúng tôi tiếp tục thấy Nga tiếp cận với các đối tác như Triều Tiên, Iran để tìm kiếm sự hỗ trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông Alexander Flikov, người đứng đầu văn phòng công tố tỉnh Kharkov, trước đó vào hôm 14 tháng 3 cáo buộc Nga đã sử dụng gần 50 tên lửa có nguồn gốc từ Triều Tiên để tấn công Ukraine. Theo ông Flikov, một trong những trường hợp đầu tiên Nga sử dụng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được ghi nhận vào ngày 30 tháng 12 năm 2023 trong một cuộc tấn công vào Zaporizhia. Sau đó Nga tiếp tục sử dụng tên lửa của Triều Tiên để tấn công vào Kharkov ngày mùng 2 tháng 1. Hai trường hợp khác về việc tên lửa Triều Tiên được sử dụng để tấn công vào tỉnh Kharkov hiện đang được điều tra theo văn phòng công tố địa phương. Về phần mình, Triều Tiên đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc nước này cung cấp vũ khí cho Nga của Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối của bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin nào hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để cùng đồng hành với tin tức 24h TV. Lan Hương xin được kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.